Câu chuyện của một cựu phi công f 5 e Đại úy Ngô Hoàng thuộc phi đoàn Hắc Ưng ở Biên Hòa vào những ngày cuối cùng trước khi miền Nam hoàn toàn bị rơi vào tay Cộng sản. Phi cơ anh đã bị trúng đạn phòng không của đối phương, phải nhảy dù và anh đã được thoát chết trong một tình huống may mắn, hy hữu. Tình hình chiến sự vào đầu tháng 4 năm 1975 thật sự trở thành bi đát vùng 1 rồi vùng 2, lần lượt rơi vào tay cộng quân mà không có một trận đánh nào cho ra hồn. Tới giờ phút này thì hầu như chính phủ và nhân dân miền Nam phải đối diện với một sự thật phủ phàng là chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ rơi chúng ta. Kể từ khi phòng tuyến Phan Rang, căn cứ tiền phương được lập ra để bảo vệ thủ đô và vùng 3 bị phá vỡ thì hầu như không còn một phép màu nào khả dĩ có thể cản trở được bước tiến quân của lũ cộng nô như dòng quần lưu đang phẫn nộ đổ xuống từ phương Bắc. Do vậy, ta vẫn còn tuyến thép Long Khánh với những trận đánh cảm tử, quyết chặn đứng từng đoàn Bắc quân xâm lăng đã và đang gầm gừ chỉ muốn nuốt sống quân dân miền Nam. Xin nghiêng mình cảm phục và tri ân các anh lính đủ mọi quân binh chủng trong giây phút thập tử nhất sinh này. Vẫn kiên cường hy sinh để thủ đô tạm được yên lành, tình hình an ninh xung quanh vòng đai bảo vệ Sài Gòn tạm còn yên tĩnh. Riêng căn cứ Không quân Biên Hòa, sự sinh hoạt và các phi vụ yểm trợ vẫn tiếp diễn đều đặn. Các hoa tiêu F5 của Không đoàn 63 chiến thuật vẫn vô tư với cuộc sống ngày bay hai phi vụ tôi lại về với gia đình, cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm của một người lính trong thời ly loạn. Không hề nghĩ đến hoặc không dám nghĩ đến thì đúng hơn. Số phận tương lai của miền Nam rồi sẽ ra sao? Khoảng 3 giờ chiều ngày 18 tháng 4 năm 1975, trong lúc anh em, người nghỉ trưa, kẻ giết thì giờ bên cổ bài, phi tuần hắc ân 41 được lệnh cất cánh khẩn cấp tiếp trợ quân bạn đang chạm địch. Sau phần thuyết trình vắn tắt khai lược về phương thức cận cấp và tọa độ mục, phi tuần trưởng đồng thời cũng là phi đoàn trưởng 540 H. Ân Trung tá Nguyễn Tiến Thành, còn có danh hiệu xanh rờn là Thành Dâm, đã ân cần nhắc nhở chúng tôi là hãy chú ý thận trọng vì phòng không của cộng quân dạo này rất nguy hiểm. Chả trách mọi người đã ưu ái tặng cho ông phi đoàn trưởng của chúng tôi thêm một biệt danh là ông chúa vì bản tính thương yêu và hy sinh cho anh em, đặc biệt là thuộc cấp. Sau khi mở máy và thử vô tuyến xong, phi tuần HN 41 với 3F5E lần lượt di chuyển ra phi đạo theo thứ tự. Số 1 Leader Trung tá Nguyễn Tiến Thành, số 2 Trung úy Nguyễn Thành Nam, số 3 Đại úy Ngô Hoàng. Phi tuần cất cánh an toàn, và khi chuyển qua tần số quân bạn, chúng tôi được yêu cầu quan sát một mục tiêu mới mà quân bạn mô tả là một đoàn quân xa di chuyển từ phía nam Hàm Tân hướng về miệt Long Khánh và Biên Hòa. Cách khổ cho chúng tôi là trong thời điểm đó không có phi cơ quan sát. Chiếc L-19 đã hết xăng và rời khỏi trần địa, nên tạm thời phi tuần chúng tôi đảm nhiệm luôn vai trò quan sát ra đến vùng nhận rõ mục tiêu ở cao độ 6.000 bộ. Số 1 cho phi cơ xuống thấp bay gần sát trên đầu đoàn quân xa để xác định quân địch hay quân bạn trước khi oanh kích. Số 1 vừa bay lướt qua đoàn xe dọc theo quốc lộ. Tôi thấy chúng dừng lại nhưng không có phản ứng gì cả. Vẫn chưa xác định được. Số 1 liền làm thêm một vòng bay nữa để cố gắng nhận rõ xem có dấu hiệu gì để chứng thực đoàn quân ta hay địch kẻo on kích nhầm. Khi số 2 theo số 1 lướt ngang trên đầu đoàn xe, lần này thì địch khai hỏa dữ dội. Tôi liền hét lớn trên vô tuyến, tụi nó đó ông ơi, đánh đi. Sợ tôi mất bình tĩnh rồi phạm lỗi lầm. Số 1 vội vàng ra lệnh cho tôi và số 2 vẫn giữ cao 6.000 bộ trên mục tiêu và chờ. Sau khi vào đội hình sẵn sàng chiến đấu, lần lượt số 1 rồi số 2 lao xuống mục tiêu, với những quả bom nổ 500 cân Anh. Ở đợt đầu có thể vì chưa ước tính được hướng gió, nên bom rơi chịch khoảng 20 đến 30 thước phía trước và bên hông đoàn xe. Đến lượt tôi số 3 lao vào mục tiêu có lợi thế hơn, điều chỉnh được hướng gió nên quả bom đầu đã rơi ngay giữa đoàn xe. Tôi nghiêng cánh, quẹo trái và nhìn xuống mục tiêu, trong lúc kéo phi cơ lên. Thật lạ lùng, đoàn xe vẫn bất động mặc dù quả bom đầu tiên của tôi rơi rất chính xác. Số 1 và số 2 trở lại vòng on kích và tôi tiếp theo sau. Lần này quả bom thứ nhì của tôi rơi ngay vào khoảng giữa của chiếc xe đi đầu và vị trí trái bom thứ nhất. Thế là một số xe chạy dạt ra ngoài đồng và ẩn nấp dưới các cụm dừa, cụm cau. Tôi báo cho số 1 và số 2 biết khi thấy đàn lửa bắn túa lên dữ dội từ những lùm cây này. Khi Trung tá Thành và Nam lao xuống Riêng tôi bỏ luôn mục tiêu và xoay qua, cố dập vào những chỗ đang khạc lửa khủng khiếp. Khi kéo phi cơ lên, đột nhiên tôi thấy thân tàu rung chuyển dữ dội và khói tỏa mù mịt buồn lái. Sau khi đạt cao độ 6.000 bộ, kiểm soát lại phi cụ, tôi liền báo cho leader biết là phi cơ đã trúng đạn, nhưng không biết độ cao xạ hay hỏa tiện tầm nhiệt. Dầu vậy, tôi vẫn xin được vào thả trái bom còn lại vì phi cơ vẫn còn điều khiển được. Nhưng leader Trung tá Thành ra lệnh cho tôi bay vòng và chờ trên mục tiêu ở cao độ 6.000 bộ. Trong lúc ông cùng số 2 lao xuống thả trái bom cuối cùng. Trên đường về phi trường Biên Hòa, tôi được lệnh bay thẳng hướng. Trong lúc số 1 bay sàn qua sàn lại dưới bụng phi cơ của tôi để quan sát xem mức độ hư hại. Tôi vẫn tỉnh bơ đùa với số 1 trên vô tuyến thì bỗng nhiên ông im lặng một cách lạ lùng khó hiểu. Khi gần về tới nơi thì phi trường Biên Hòa đang bị pháo kích. Phi tuần phải chuyển hướng về đáp Tân Sơn Nhất. Riêng tôi được số 1 liên lạc xin đáp trong trường hợp khẩn cấp với một trái bom còn đeo bên cánh phải. Sau khi được đài clear, tôi bay là xuống bung bánh đáp chuẩn bị hạ cánh. Khi tới gần đầu phi đạo thì bất ngờ một chiếc C-130 quẹo vào, cận tiến ngay trước mặt tôi. Quá nguy hiểm và không do dự. Tôi vội tống hết ga bay trở lên. Thì lúc này chiếc F-5 như con ngựa trứng bất kham, không thể điều khiển được nữa. Tôi cố gắng kéo bánh đáp trở vào lòng phi cơ, nhưng đã bị khóa cứng. Có lẽ toàn bộ hệ thống thủy điều đã bất khả dụng. Phi cơ lồng lộn như con ngựa điên. Tôi tiếp tục cố gắng áp dụng mọi phương thức căn bản đã học hỏi ở trường bay để tránh phi cơ rơi vào tình trạng bị triệt nâng. Đồng thời quyết đưa phi cơ ra khỏi vùng dân cư, nhất là phi cơ đang treo một trái bom 500 cân anh dưới cánh phải. Số 1 vẫn bám sát theo tôi như hình với bóng, nhưng chắc hẳn ông chúa đang phải đau lòng và lo sợ lắm. Không biết phi cơ của tôi ra sao, và thằng em đang làm gì đây? Sau khoảng 15 phút vật lộn không ngừng nghỉ với chiếc phi cơ bị nạn, tôi tạm yên lòng vì không còn thấy nhà cửa bên dưới. Giờ đây chiếc F5 như một con thú bị thương trước khi dậy chết. Máy bay bỗng ngóc đầu vút thẳng lên không. Sợ bị rơi vào triệt nâng, tôi vội nghiêng cánh, cho mũi rơi xuống thì trời ơi! Máy bay của tôi bỗng vung vút lao xuống đất như một khối sắt nặng nề. Mặt đất dâng lên quá nhanh như đập vào mặt. Tôi cố giữ cần lái trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Độ rơi vẫn không giảm, hình ảnh người vợ trẻ và đứa con trai vừa hơn 4 tháng tuổi bỗng hiện ra trước mắt tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời binh nghiệp, tôi thực sự biết sợ. Rồi đây vợ con tôi sẽ ra sao? Phi cơ tiếp tục lao xuống và mặt đất cứ dâng lên như sắp chạm vào nhau không còn chần chừ tôi kéo cần ghế canopy cùng lúc bóp cò thoát hiểm họa tiễn bắn đưa tôi cùng ghế ngồi ra khỏi phi cơ tôi ngất đi bất tỉnh cho tới khi trong tiềm thức cảm giác mình bị va chạm phải một cái gì rất mạnh không hiểu tôi đã bị ngất đi trong bao lâu nhưng khi tỉnh lại thấy mình đang được ngồi trong chiếc xe jeep giữa hai người lính quân cảnh tôi thấy mừng là quân bạn nhưng không có khái niệm gì về việc tại sao tôi lại có mặt trong xe. Tôi hỏi họ lý do, thì anh quân cảnh tài xế tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi lại tôi. Đại úy không nhớ gì sao? Tôi đáp, nhớ cái gì? Đại úy nhảy dù, rớt trên dây điện. Tại sao tôi phải nhảy dù? Bố bảo anh bạn quân cảnh biết làm sao mà trả lời. Mà chỉ có người hỏi mới có câu trả lời. Khi tới bệnh xá hải quân Cát Lái, tôi được tiêm một mũi thuốc khỏe. Và rồi tất cả hình ảnh từ khi bắt đầu phi vụ cho tới khi bị SA-7 bắn trúng lần lượt hiện ra trong trí. Khoảng 15 phút sau đó thì tôi được một chiếc trực thăng trở về bệnh xá sư đoàn năm không quân và được nghỉ bệnh cho tới ngày mất nước. Hắc ưng Ngô Hoàng, cựu đại úy pilot F-5E cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe ngọc phương xin kính chào